Quá trời cá đây nè, cá đây nè. Ôi ơi ơi ơi, quá trời Lộc ơi. Dễ ăn ở đâu. Cá chuối gì rồi, kìa 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 kìa. Rồi. Quá wow, hay. Dí cho nó vô mà mày thấy ngục luôn. Sao rồi nó phóng rồi luôn, nó khôn quá các bạn ơi. Thầy chùa chuẩn bị làm gì đây? Thầy chùa. Tính đạp cá luôn vậy. Giúp cho. Nói lên bờ đi. Mà đó giờ không biết mai da bữa nay thấy mấy mày là tao thấy tao sợ mai da rồi đó. Nào nấy mặt mày quá trời ơi, nói mày trắng tươi dứt kem nhưng rồi. Đó đó. Bên kia kìa, ở đó em dặn á. Ừ. Trời ơi con cá hết biết. Rồi rồi lên trên luôn rồi. Cá tới rồi. Chưa chắc dính đâu à. Trời ghê trời. Dỡ lên. Bắt được cái chứ quẹo cá này luôn. Mấy con cá này cũng hồi lên bờ đi cho chắc chứ hả, loại hoài mệt quá. Trời ơi. Ngày cũng khôn đó. Cá bự. Chứ gì. Đè đè mà đè đè. Nhiều cá lắm bên này còn mấy con. Cá nhiều lắm, khúc này cá nhiều lắm. Kìa kìa kìa, con cá nó chuẩn bị bay qua lưới kìa. Quá bên này mấy con luôn rồi. Quá rồi la cho nó phóng. Ôi chuối kìa, chuối kìa Khải. Ê từ từ cây nghe. Từ từ cây nghe thầy chuối. Cái chừng từ mấy cây hết á. Bay thôi đừng phóng. Rồi ở trong luôn rồi, vô đó luôn. Nó trốn đi. Bắt gì đâu. Yeah. Con mẹ nó chạy nó ghét không? Dạ dạ Khải Khải Khải. Ôi bạn bao của con luôn kìa. Vậy ăn cá vô quần luôn vậy? Cá lóc nó bự quá trời ơi. Cá vô quần luôn rồi. Chết luôn rồi. Bên kia 3-4 con luôn. Bán vợ luôn mà. Rồi, trời ơi cá sấu. Đây còn kìa trong mé nó 2-3 con luôn kìa Tùng. Trong mé chỗ cái vợt kìa. Chỗ cái vợt á, ừ nó đó không vậy. Đây, dùng cá lên đây Tùng. Hả? Dùng cá lên. Dùng cá lần tiếng lên đi. Rồi vô 2-3 con luôn rồi. Rồi vô cái lú quá trời. Bỏ trong cái lú ra luôn. Thôi bạn. Quá trời luôn, 2 cái ngực. Chọn cái khúc kia quá trời luôn. Rồi đổ đó luôn đi. Rồi 7 kg. Cho mấy con. Tiếp lần lên luôn Tùng. Tìm cái gỗ mì dính cửa này rồi đó. Anh mới xem là ai đủ. Hầm quá của trời ơi. Có con nằm ngang chỗ cái ống này thấy không? hút rảnh đuôi luôn rồi đó. Tàu quân. Tàu quân luôn. Đó được cái đầu đó. Trong này cá nhóc trong này luôn. Yeah. Lọc dính con nữa. Cái quần quậy Khải. Tự chạy. Ê, ê. Ê, ok. Lại vậy rồi. Ai dọn cái con ai đâu. Mày con ai lại? Con đem chết luôn kìa. Quá, mấy nhỏ này làm quá, này nó làm hơn người lớn nữa nọ. Cãi bữa nay là xóa sổ bà đó luôn rồi. Xóa sổ luôn, cho lên dĩa luôn mà. Này Khải cho con tỏi lên dĩa luôn. Trời ơi. Chạm nó. Không sáng ha. Cái hình camera đó. Đặc biệt. Là cho ba mày chịu view bữa nay. Trong này khỏi cưới vợ luôn. Biết ai đâu, nhìn mặt ba thằng không ai biết ai. Hồi lên nhận lộn đi. Hồi lên nhìn lộn. Đừng có bác thôi. Nó chơi đi, đây ủa nãy giỏi lắm mà. Qua động vô bay. Giỏi. À, cầm bọc á. Con cá nó cũng đừ với mấy này hết rồi. Đâu má, hai tay ra hai con. Lên luôn, đưa mặt lên nè. Đâu vậy, đưa mặt lên. Tao người chọt chạy lên rồi. Trời ơi, ổng rồi. Thầy chùa hôm nay đi lùi cá sặc rồi chứ. Quá trời thầy chùa này. Mặt. Đỏ lòm luôn. Cá mà chết đi. Đâu cười cái. Nhóc luôn. Cá mấy cá lội muốn hết nổi rồi. Lội nổi mấy nhỏ này hết trơn. Cá trễ lên sao mà. Bên kia là có cá nổi lưng nữa đó. Bảo hành luôn á. Bắt được rồi. Cá chết rồi kìa. Cá rộng nó chết ra phải không? Hết nhìn hết gà. Nhìn hết gà. Hồi lên nhìn lộn. Hai người văn lộn trọng. Mười mốt hết tóc là phải hết mỗi thằng một kiểu nha. Để lên nhìn lộn nha. Tóc nó tộn vậy nè. Còn đó sao đít của nãy còn con đó là lọc ở trước lọc à, đó rồi đó. Ừ mò tới dính hay vậy ghê trời, hai con trời à, này của tỏi hình rồi. Khải rồi. Khải bữa nay ngồi sau, bữa nay à, dữ rồi. Đem lên luôn đây. Quay mặt ơi, cười đi. Quay mặt coi, quay pin coi. Đưa hàm răng ngay nha. Giấu mắt hàm răng là không có chịu à. Tụi quần, chuẩn bị tụi quần các bạn ơi. Kéo quần lên à. Tụi quần rồi Khải ơi. Kéo quần. Kìa cái tụi quần nữa kìa. Một tay bỏ vô, hai tay kéo quần. Ủa mắc kéo quần rồi. Mà nãy giờ mới gặp mình kéo quần mừng quá. Tụi nãy giờ lên kia nó mắc quần, nó mò nãy giờ. Trời trời, ông thầy đó ông họ ghê ghê như sát thủ vậy trời. Nãy giờ mò, nãy giờ mới gặp đó. Mò cho ngay cái ống nước đó, hai cái mấy con chuối đó. Ngay cái đầu máy. 2.000 con. Dạ trời. Rồi nó lên hết à, chị mình nấu. Chỗ cái khoảng giữa còn tên nhiều lắm. Đấy. Còn nhiều. Hồi nó mới nổi lên nè, tại nó chuối hết nổi rồi. Cá nào để lại nó lên kia luôn á. Nó còn nhóc thấy không? Cái này là chích chút xíu là nổi nó nhóc lên thấy không? Đâu, dính này, dính này, dính này. Sao? Chủ nhà dành của tao à. Ồ, cãi lên con nữa rồi kìa. Cãi tụi quần nha, con cãi tụi quần. Con cãi tụi quần. Đi vô tới kia tụi quần. Quần nặng dữ lắm rồi đó. Quần nặng dữ lắm rồi, quần Khải nặng kéo tay mà kìa. Tay cầm cá, tay kéo quần thấy chưa? Quần nặng quá, nặng rồi. Còn nhiều lắm. Coi lấy cái máy dưới để chỗ đó chỗ sau. Không chịu vét nước ở đó đó. Ở đây nãy giờ nó lên hoài luôn nè. Ở đây nãy giờ lên hoài luôn. Ở đây nãy giờ nó lên biết nhiều cá luôn. Không coi sẹt bắt cũng chưa. Cá còn nhiều lắm, chuối trong cái bãi này dữ dằn. Để vậy chị biết sao để coi nổi đầu à. Cái này là cái sẹt nãy giờ. Sẹt nhưng mà giờ chết nó dưới luôn. Nó lên đâu có nổi. Không, mình sẹt nhẹ á. Hết luôn. Cá là tụng bắt cá kỳ vậy trời, tụng đâu. Ôi, tính hồi bắt cá hôi vậy trời. Rồi, thả nữa. Rồi hai nhỏ ngay dẹp luôn rồi. Siết. Quần ra lại nhận nha. Đứng trong mát mà đeo khẩu trang nữa. Ăn lọc đi, rửa tay, đốt miếng thuốc lại, thuốc vào đâu mà. Khải làm lực sĩ rồi. Lực sĩ Khải. Nó bưng cái thùng mà thấy cái thùng không thấy nó. Một miếng đi Khải, mày chuẩn đi Khải. Đúng mặt trời ơi, đúng nha. Làm miếng đó là cốt. Giống con kiến mà ta hộp gạo ha. Đặt mặt xuống lên, đặt xuống lên. Đó, cá đó, đặt đàng hoàng. Ủa, vô cá nữa các bạn ơi. Cái này mấy nhỏ làm quá. Nó không có mấy nhỏ là bắt tới chiều luôn á. Hơi giỡn đâu. Trời, có nữa dính đây gì. Ngay không? Đứng lại, Tùng thấy không Tùng? Bay xuống Tùng. Đó. Ghê trời. Còn cá chê cái gì trên đó đó Tùng? Tùng, cá chê cái gì bên mép bên đó đó? Cá nó bự trà bá luôn kìa. 3 kg. Kìa Thùng kìa, Thùng sao kìa. Cá đó cỡ 900. Còn con nữa nha Tùng ơi, không biết cá lóc hay cá chê không biết. Bên mép. Đó. Hết chạy. Cá sừng sâu rồi. Rôm sâu mới được thôi, hay là nôm lên cái lưng nhỏ rồi. Đó lội chứ gần hai kìa. Kìa đó mép đó. Quay lại rồi. Còn 2 con lận. Hả? Ê, 2 con lận, không phải 1 con đâu. Lủi xuống rồi. Kìa đưa nôm hết rồi ơi. Còn đây nè. Lá nó quẳng hắt nó qua anh kia luôn. Nè, đứa cái mỏ ở đây. Hắt lên bạo luôn. Đưa miệng lại. Kệ sao lưng cho Tùng. Lăn thở ra rồi đá hai nó. Đá trước gì? Dạ dạ kìa. Cái nó không được. Hãy đi lấy con lấy máy để đó vác chút đi. Cho nó cạn nước mới được. Hả? Cái gì nó lầy dữ lắm. Mà còn ấy tao nổi bùng lên là bắt nó không có chạy được. Ôi. Cái nôm cảm giác. Thấy hết nổi luôn rồi. Thấy cá hết nổi luôn rồi biết. Đó. Đừng có bậy quá, từ từ giờ để cho nó máy nổi lên đây, máy nhấp lên đó đi. Quậy hoài cá nó không lên luôn rồi. Giờ để lên bắt cho mau. Con á. Nó chuối dưới không rồi. Nó chuối rồi đó Tùng ơi. Sao giờ để nó ngọt nó ngoi lên là bắt luôn rồi chứ quậy gì hoài mấy nhóc nó đi quậy hoài là không thấy cá luôn đó. Lên anh Thịnh ơi. Trời thằng kia đấy gung kia nữa. Kiếm vỏ chuẩn bị nướng cá nha các bạn ơi. Rồi, ta guồng thêm vòng nữa đó, giật nước đẳng đây ta đi vòng nữa là lên luôn đó. Còn nhiêu để lại. Coi cãi nhìn giống hệt con ếch mà bị dính câu quá trời ngồi. Nướng cá từ từ đi, gặp bắt 1 vòng nữa là lên luôn rồi. Dính ếch rồi kìa. Cá bay đi bừa nó đi. Rồi lên đó mới dễ bắt. Chọc ngược cái đầu lại Út. Rồi nó đi lên rồi. Bị phóng. Khó ăn ha, cái giọt nhỏ quá. Chuối luôn rồi. Có quay lại đâu hay lắm trời. Cá gì bắt chết trời. Bởi vậy trời ơi ăn lọc. Thú ăn lọc nữa. Lọc nay bắt tụt quần luôn. Cái nào có mấy nhỏ này cũng mệt đó. Mà mấy thằng nó bắt cũng mấy chục con rồi nó ít đó. Kéo giờ này đúng rồi. Mặc cái quần. Đây. Chặt tay đó. Đưa tay bên kia. Kéo cái quần. Rút cái giò ra dập bỏ lên trước. Giờ cá vào vô đây hết trơn các bạn ơi. Này có ui trời. Không biết mà thấy cái măng này cũng mới không biết sao. Sao rồi? Có đi treo giò, rửa xà bông rồi vô. Bị treo giò các bạn. Con cái. Hư chuột. Hết cạn. Chào các bạn nha, bây giờ xem tới tiết mục nướng cá nha các bạn ơi. Thưởng thức cá nướng ở miền Tây như thế nào nha, để xem tiếp video. Đây, nướng thêm cá chê nữa các bạn ơi. Chắc tối mới tới nhà ấy. Chắc không tới đâu. Này quá trời luôn, còn thêm mấy cá chê nữa các bạn. Ủa, còn cá lóc nhỏ xíu, cái đầu quá bự. Mình nhỏ xíu. Cá nướng thơm quá mọi người ơi. Xin chào các bạn. Đây giờ máy chế trong này làm cá nướng các bạn ơi. Cá nướng chín luôn quá các bạn. Khát luôn rồi các bạn ơi. Khát luôn các bạn ơi. Không, cho nó thiệt là khát luôn á mới ngon đó, đập dễ ra đó các bạn. Đó. Giờ đập dễ mà nước miếng vừa chảy các bạn. Chuyên nghiệp luôn á. Chuyên nghiệp luôn á. Chuyên nghiệp luôn á. Trời, gian nhậu là phải biết làm mồi. Còn chưa giờ này nha. Tại vì cái bếp than mình nó nhỏ. Đến cái còn thở kìa. Ở ngoài gió, ngoài còn khó nướng mình đây. Đây, chút xíu sẽ thưởng thức món cá nướng miền Tây các bạn. Cá nướng miền Tây gói bánh tráng với gà. Bánh tráng với bún nha, rau. Đầy nước mắm. Con mà bữa hổm kêu tao lì xì á Ngọc. Mày tỏi thiệt tình luôn á hả mẹ. Đây, chị Ngọc đang sắp bún các bạn ơi. Hàng chi thấy 50.000. Hỏi nó thùng Nam cho thằng Khải công nhận dữ thiệt. Dữ thiệt luôn à. Hỏi nó nói cô Nam cho. Có bầu luôn dế dế như vậy. Ê! Có chân! Trời ơi! Chuyên nghiệp quá đó! Bãi dừa các bạn ơi! Chào các bạn! Bãi dừa! Không biết phá cỡ gì chứ hả? Bãi dừa nhà mà! Cụ tử này bị chấn thương các bạn. Mấy nhỏ làm quá trời quá đất. 2 giờ! Hư hình! Hôm nay bị chấn thương rồi! Sáng giò lò bẻ vô sữa quá trời! Bệnh luôn. Bệnh luôn. Bị hành bệnh luôn. Cử hay của tỏi ai. Gà nó tết rồi đã. Ừ. Hư rồi, hư gà, hư giò. Rồi bây giờ hi dưỡng. Ăn bạn về ngủ coi. Đây bây giờ mồi màng ra chơi các bạn ơi. Rồi, clip đến đây kết thúc. Mồi quá trời các bạn ơi. Cá đồng. Cá ngoài đồng các bạn, cá ngoài đồng nữa. Thì cá này cá đồng với cá gì? Cá ngoài đồng. Thôi à, thôi à, mới đây hết con cá luôn đó hả? Không còn cái đầu. Rồi cửa tỏi đây rồi. Vô chích phát ơi. Cửa tỏi về hưu rồi các bạn ơi. Cái này đậu viên Khải với Lộc đồ là chịu không nổi. Thịnh nữa. Thịnh nữa hả? Trời ơi Thịnh hai con mắt nó kìa. Trời, trời. Trời ơi hai hoang mắt đi vô rửa lại dùm cái coi. Đi tắm lại đi trời ơi trời. Mày lúc ơi. Mắt như dính phấn người ta. Để vậy mới biết đi lại đây bắt cá. Dần chơi rồi chứ còn Lộc kìa cái đầu nãy tại rửa lại chưa? Chưa. Trời ơi trời. Chết rồi quên đau bụng hết biết mấy nhỏ. Vô. Ăn vô tôi vô nha. 1 2. Thôi mà xin phép đừng cho Tùng bưng đồ nữa nha. Tùng bưng nước mắm cái là vô pha lại luôn. Đây bữa nay mấy anh em thì cũng mệt mỏi rồi cho nên uống nước trái cây các bạn. Nho. Nó chơi vậy chứ cái này là rượu nếp than các bạn ơi. Hạt gạo làng ta. Ừ, nếp than nguyên chất. À, còn nếp luôn các bạn. Để cái này ở nhà ủ các bạn. Nếp than. Quá thơm ha. Ôi, cái này uống vô một cái một sỉnh sướng. Đây là chị đang xào rau đắng các bạn ơi. Cái này chơi chế lại luôn ha. Sáng mình chơi nấu cháo giờ mình xào luôn. Rồi một món. Chào các bạn. Nghỉ nè. Tao đâu có cho ăn rau đâu lại. Đó mà. Cái này là thuốc chị đau bụng này. Ăn đi ăn nào. Đây, bây giờ mọi người nhập tiệc các bạn. Hết thiệt. Rồi đâu? Tiệc cá nướng. Tập trung vào. Rồi. Cha lấy cái chai nước canh nó cho mình. Vô. Sau những buổi thu hoạch cá thì gia đình thường tề tụ để thưởng thức món cá nướng miền Tây các bạn. Rất là ngon này. Này cá nướng đối. Mày ơi, xuống nữa con. Khải nó chơi siêu to khổng lồ luôn trời. Siêu to khổng lồ. Tụng quấn cuốn cái bọc hết con cá luôn rồi còn gì nữa. Mày. Nói nhiều đồng ơi. Nghe bắt nãy có mấy con. Đem lên thì thả. Nghe bắt nhiều nhất luôn đó. Em bắt nhiều nhất á. Ủa chứ hai đâu. Em lấy lần cái thùng nó dịnh đói luôn. Hả? Không có đếm ta. Ai vậy? Phải thôi lắm á. Thằng Lý Thông nó có mua đồ mình bắt. Phải đâu, mua gà quá hết tiền này. Hết tiền cả cũng lộn. Có gì đâu bớt. Cái bán triệu. Cúc bữa nay tiếp chơi nhiều nó xỉn cái nữa đi. Nhiều mà dễ gì xỉn. Nước mắm ở sau đây nè. Sự nghiệp có nhiều á. Cái tô nước mắm ra luôn đi. Đây nè. Không hâm he cho xỉn hết trơn. Mà hồi xỉn hết trơn nhất nhiều. Em lạ uống không bao giờ xỉn. Ừ. Nhiều cá nó gạo kì. Ăn no là mình về ngủ rồi. Chưa kịp xỉn nó đi ngủ mất tiêu rồi. Nè. Không độ cái này nó bát nướng thêm á. Đã qua. Ủa rồi ông vàng vậy đâu rồi? Đâu rồi vô ông cắp coi. Bây giờ thấm rồi. Này lâu thiệt trời. Vàng là Tết phải là nhà sớm à. Vô. Tết là phải cho thấy vàng vậy thôi. Cho thấy vàng mới được. Vô. Đó bay. Vô. Rồi chúc mừng nhóc ơi. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng tát vuông cái này. Hôm nay có sinh nhật ai không? Tát vuông. Sinh nhật ai? Cái này sinh nhật cái múc. Có đâu nhiều lắm mới cho con uống. Ở đây cho được sinh nhật không có trời. Uống từ từ thôi. Uống gấp quá cái mấy anh mấy chị nói uống gì ư hoài vậy. 4 ly thôi. Uống chén chưa? Đó rồi. Mày về mày nói gì nó à? Mày vậy không nó có hổm nó bãi gì mấy ta mất đi cái thuốc á. Vàng cũng lâu nữa. Tại mày không á. Giận hả? Giận đúng là đi về rồi đụng hả? Rồi kéo, tao kéo. Ăn cái này. Tao kéo. Em chưa được miếng đậu, chưa được đụng con cá luôn á. Kéo cái mình ăn tao gửi cho. Nè cái móc nè. Nó bê luôn. Ăn miếng đi. Ta ăn mấy nửa con. Ăn đi nhiều ơi, khoan gót rượu mày ơi. Tính vụ ta rồi, nó về nghe trời. Cái đầu nãy sao không? Đây cái ba này. Cuốn đầu tiên nha các bạn. Bẻ cá thứ ra cho anh tỏi gói với. Trời trời đồ cá đồ bao la mà cho mình xả thở ra. Thiếu nướng nữa. Hả? Cơm hả? Cơm kìa. Không. Cơm nãy giờ. Cơm đẳng phải có luôn. Đem cái nồi lại luôn. Dạ điện thoại lên. Điện thoại lên. Không biết còn ở đây không? Hai chú cháu lên bàn ngồi đi, để cho mẹ ngồi. Xớt miếng cá lồng tôm đưa đi đẳng đây, ai chấm chấm đi kia. Có. Cái mốt lại cho bà lên bàn ngồi đi. Nó lại cho bà Thanh. Thanh cho bà Thanh ăn cơm. Nó bị như bay e khai là nó xịt. Tối nay ăn cái hộp. Ngồi xin thích qua đây ra ngồi té tỏi nè. Canh lá coi đành nâu. Kiếm nước uống. Có rồi. Cơm đi. Đấy, ngồi xích qua con hai con. Ông hai này kỳ cục quá, tới giờ ăn rồi đi về. Ngồi đây nè, đưa cái ly lại tôi bóp nước cho. Tắm gì tắm lâu quá trời vậy. Mấy nào mưa con lấy ngày bay mày mới bay pin. Chị bóp có xấu không? Rồi Khải là con ăn ngủ rồi đây đi mẹ đi đẳng lại. Cầm gió. Bên này người ta không có nhậu thì mình đi ngồi bên kia lại. Ờ kiếm trà đá. Rồi nó mất câu. Bỏ dép đâu luôn trời. Em phải chạy dép thôi. Chào các bạn. Cơm còn nó đẳng một nồi đó kìa. Ăn cơm cho nó đi. Để bà cái Thanh à kìa, cái Thanh ấy phải, cái Thanh ấy chịu á. Bữa nay trái Năm mày ngồi kế hai thằng đẹp trai không trời. Không ngồi đây luôn. Bữa nay ngồi bữa nay là ngồi hai gần hai thằng đẹp trai là nhậu không có xỉn luôn á. Uống không xỉn luôn đó. Uống không xỉn luôn rồi đó. Ô tao lại rồi kìa. Tao gắn điện cho mày mẹ không lại đâu. Hello. Trời giải phóng hoàn toàn không cá luôn chị méo hả? Đúng rồi, áo vàng mình chơi áo vàng vô đây nè. Lại mà kiểm điện. Lại ăn cơm nữa nè. Điếu. Lấy nữa. Hả? Còn lại cơm thôi ngay. Lại ăn bún gói bánh tráng này với cá nướng này thôi. Bánh tráng kia lại gói ăn đây nè con. Bánh tráng kia. Con vàng vô. Cái này tráng này nè. Bánh tráng này đây bằng cái này sao? Cái này nó giòn cái kia ra nè. Chén giòn với ai? Để đưa chén cho con vàng á. Đũa không nghẹt. Có đũa đây luôn rồi nè. Chào cả nhà nha, thì buổi thu hoạch cá ở nhà của hiện tại đến đây là kết thúc các bạn này. Đây thì nói chung là miền Tây thì chỉ có nhiêu đây thôi các bạn, rất là vui. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh NGÃ NăM TV trong những clip mới nha. Giờ bye bye các bạn nha.